Kính chào các bạn nhé. Tôi ngày hôm nay là quay lại vấn đề về chiếc xe Chevrolet với cái công nghệ mà được cho rằng là ông Phạm Nhật Vượng là đã mua cái dây chuyền sản xuất và những cái công nghệ này để lắp ráp những chiếc xe ở trong nước. Và các bạn chứng kiến trực tiếp đây là hình ảnh một chiếc xe Chevrolet đời tương tự như hiện nay bán tại Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện cái việc mà tìm hiểu và kiểm tra xem chiếc xe này thực tế chất lượng ra sao, máy móc thế nào và cũng như những cái vấn đề về an toàn của nó. Đây. Ở đây là máy và tôi đã mở sẵn cái máy này ra rồi. Và để cho các bạn, lát nữa các bạn sẽ cùng xem phía trong máy nó như thế nào. Và như các bạn cũng đã biết, ngày vừa rồi tại Dinh Thống Nhất cũng như là tại Việt Nam đã diễn ra một sự kiện rất là lớn, đó là việc ra bắt đầu bán dòng sản phẩm của VinFast với những chiếc xe tương tự như thế này. Và những chiếc xe đó thì hiện nay ở trên thị trường trong nước chưa từng thấy, bởi vì nó được mang với cái mác là của VinFast. Vâng, đây tôi cho các bạn xem hình ảnh. Đây là những chiếc xe như vậy. Vâng. Và chiếc xe VinFast này thì có giá theo như được chào ở Việt Nam là tới 395 triệu đồng Việt Nam. Và cùng một loại xe như vậy, tức là Chevrolet như vậy, thì được bán ở Đức với cái giá chỉ có là 5.123 euro, tức là 133 triệu. Tất nhiên là với tiêu chuẩn châu Âu và sản xuất kiểm tra rất là kỹ ở đây. Thì cái dây chuyền này theo như đây là một cái auto house, là cái nơi bán xe. Và theo như họ nói rằng là họ đã bán những chiếc xe này được 5 năm, từ năm 2011 cho đến 2016 thì bị dừng. Và toàn bộ những cái auto house, tức là những cái nhà bán xe đó, họ đã không bán chiếc xe này nữa. Vâng, đây, chúng tôi cùng quay để cho các bạn thấy cái auto house này. Vâng, đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem chiếc cái auto house này là nơi mà đang bán xe. Đây, vâng. Đây là cái auto house, tức là cái nơi mà bán những chiếc Chevrolet mà đã từng được giới thiệu ở đây. Và các bạn thấy hình ảnh trên kia vẫn còn những cái logo treo. Và tuy nhiên thì cái biển để bán những chiếc xe đó thì đã được gỡ đi, và bởi vì họ không còn bán nữa mà họ chỉ thực hiện bảo hành bảo trì những cái xe còn lại và không bán tiếp những cái xe mới từ năm 2016 rồi. Và đây các bạn xem cái quang cảnh của cái hãng xe này. Đây là một hãng xe rất lớn nằm ở trung tâm Berlin, ở Berlin. Và đây chúng tôi xin phép chia sẻ cái hình ảnh của những khu xung quanh cũng như là chiếc xe mà hôm nay chúng tôi đã mở sẵn để các bạn có thể cùng quan sát. Đây là chiếc xe Chevrolet. Vâng. Và theo thông tin của tờ báo trong nước đã đăng, đó là báo Tuổi Trẻ và rất nhiều những cái báo chí khác đã đăng ở trong nước, thì chiếc xe này hiện nay đang được dùng những công nghệ tương tự như vậy, tức là đã được bán ở đây là tờ báo của báo Tuổi Trẻ đã đăng về việc là ông Phạm Nhật Vượng đã đưa chiếc xe này ra bán. Và đây là một chiếc Chevrolet gần như cuối cùng đang được bày bán ở đây. Và trong những cái thông tin mà chúng tôi tiếp tục cập nhật lần trước và hiện nay tôi nhắc lại để các bạn biết cái bằng chứng rõ ràng là chiếc xe của ông Fadi của Phạm Nhật Vượng đã được đây là bài báo của báo Tuổi Trẻ đã ghi rất rõ. Theo giới thiệu, VinFast Fadi được sản xuất dựa trên nền tảng của mẫu Chevrolet phân khúc xe đô thị hạng sang, hạng A. Và đây là một chiếc xe Chevrolet còn lại gần như cuối cùng ở Berlin mà chúng tôi đang cho các bạn chiếu để các bạn cùng theo dõi. Đây, vâng. Và ở châu Âu thì chiếc xe này thì bán giá rất là rẻ, bởi vì là cũng rất ít những người ta mua những chiếc xe này để đi. Và giá tại châu Âu thì chỉ có là tương đương với giá Việt Nam là 133 triệu đồng của Việt Nam. Đây, và các bạn xem. Đây. Sở dĩ có cái thông tin này bởi vì là chiếc xe này bán ở châu Âu với cái công nghệ của họ
thì không phải là xuất sắc cho cái bảo vệ môi trường cũng như là tiết kiệm nhiên liệu. Thì đây là tờ báo rất lớn của Đức đã đăng về cái thông tin về chiếc xe Chevrolet này, là báo Automobil. Và hôm nay chúng ta đang có mặt ở đây, đang cùng xem những cái hình ảnh mà tôi mở ra các bạn xem, để lát nữa chúng ta sẽ cùng xem máy móc thiết bị của chiếc xe này. Và được biết là chiếc xe chủ cái hãng của Chevrolet chính thức là một cái người Pháp. Chính vì vậy cái tên, nếu mà đọc tiếng Pháp là Chevrolet, Chevrolet tức là cái tên Pháp. Và cái người này đã sang xứ Mỹ để định cư, và họ đã sản xuất lần đầu tiên chiếc xe Chevrolet này tại bên Pháp. Và sau đó là công ty GM là cái nơi mà mua lại cái thương hiệu này và tiếp tục phát triển cho đến cái thời gian gần đây. Và họ vẫn bán những chiếc xe này và sản xuất những chiếc xe này. Và những chiếc xe này thì tại Đức được bán ra rất nhiều, nhưng mà số lượng bán cũng hạn chế. Và bởi vì nó được sản xuất theo cái tiêu chuẩn của Mỹ, và nó cũng không khó cạnh tranh với những cái xe của Đức, bởi vì cái độ bền, cái chất lượng. Và chiếc xe này thì theo như là cái người bán xe vừa nói, là đi 100 km thì hết 7,5 lít, hơn 7 lít xăng. Và trong khi một cái xe tương đương như vậy của Đức mà bán, tức là dạng Opel Corsa chẳng hạn, thì nó chỉ tầm khoảng 5-6 lít thôi. Thì đấy là cái sự tốn nhiên liệu là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là chiếc xe này lại là được sản xuất tại Nam Triều Tiên. Nam Triều Tiên đấy, tức là họ sản xuất ở Nam Triều Tiên, xong họ đem xuất khẩu đến khắp nơi trên thế giới, và trong đó thì có Đức. Và cho đến thời điểm này thì toàn bộ châu Âu từ năm 2016 đã không còn bán chiếc xe này nữa, và chỉ còn một số hãng họ tham gia để bảo trì, bảo hành chiếc xe này mà thôi. Và như các bạn đang thấy, đây là chiếc xe mà tôi đã mở ra sẵn cửa để các bạn xem, mà lát nữa tôi sẽ chiếu những cái hình ảnh ở máy móc thiết bị của chiếc xe này ra sao và nội thất như thế nào. Và rất là rõ ràng, tờ báo Bin, tức là tờ báo Auto Sport này đã đăng và cho chúng ta biết rằng là vào December, tức là vào cuối năm của 2016, thì Chevrolet đã đóng cửa tất cả các đại lý cũng như là phân phối sản phẩm này toàn bộ châu Âu, vì chiếc xe này thì có lẽ nó cũng khó bán và không thể bán được. Và dưới này ghi rất rõ, thậm chí họ có thể mua được chiếc xe này với giá mới, đây là xe mới nhé, ở thời điểm đó giá chỉ có là 5.123 euro, tức là tương đương 133 triệu đồng Việt Nam. Tuy nhiên, tất nhiên là chiếc xe chỉ có 1.0, thế nhưng mà tôi cũng vừa hỏi cái người mà bán xe ở đây thì họ nói rằng là chỉ thêm 2.000 euro nữa thôi, tức là tương đương với 50 triệu thì các bạn sẽ có xe 1.4 hoặc 1.6 gì đó đấy. Tức là tóm lại là với chỉ thêm có khoảng 50 triệu và tóm lại là khoảng hơn 220 tức là 130 triệu, tức là cộng với 50 triệu như là vậy là 180 triệu, khoảng 180 triệu, 190 triệu là sẽ có chiếc xe 1.4 tương tự như chiếc xe của ông Phạm Nhật Vượng vừa đưa ra bán với giá là 399 triệu, có nghĩa là 400 triệu, khoảng 400 triệu. Và cái điều đó cũng rất là gây khó khăn cho những cái người bán hàng ở đây, bởi vì chiếc xe này mặc dù giá thành rất rẻ nhưng mà khó bán. Vì các bạn cũng đã thấy tờ báo Đức đã đăng rất nhiều những thông tin như vậy, và các bạn có thể chia sẻ những cái thông tin này cũng như là tìm hiểu trên mạng, và chúng tôi cũng sẽ đưa những cái thông tin này tiếp tục cho các bạn để cùng quan tâm và tự đọc, và các bạn có thể dịch qua Google Translate thì cũng tương đối hiểu cái nội dung. Thì đây là vào tới cuối năm 2015 ấy, thì đã có 165 cửa hàng đã phải đóng cửa vì không bán chiếc xe này nữa, và vì cũng không bán được và phải chuyển đổi, thì trong này ghi rất rõ đấy. Thì đây là cái thông tin. Và trong nước thì đương nhiên là rất nhiều người biết tiếng Đức, thì người ta cũng có thể dịch cái thông tin này ra giúp các bạn, hoặc là bản thân ông Nguyễn Xuân Phúc hoặc là những cái người khác, người ta cũng sẽ có những cái thư ký để. Vâng, tôi tiếp tục trình bày với các bạn về thông tin về chiếc xe này. Vừa xong thì có bị ngắt quãng một chút vì lý do là thời tiết ở đây hơi nóng, cho nên là hệ thống thâu phát là bị hơi nóng. Và bây giờ chúng tôi trình bày tiếp. Thì đây, vào ngày 26 tháng 8 năm 2018 thì ông Phạm Nhật Vượng, tức là cái công ty VinGroup, VinFast đó, đã ký hợp đồng hợp tác chiến lược với General Motors, tức là cái nơi mà sở hữu cái thương hiệu của cái hãng này, tức là Chevrolet. Và đây là những hình ảnh mà các bạn cũng có thể tự tham khảo trên những cái thông tin đại chúng là bằng tiếng Anh, và chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cái thông tin này sau cái clip này để các bạn cùng biết. Đây là hình ảnh rất rõ về việc ký kết hợp tác đối tác chiến lược, và có rất là nhiều người đã tham gia vào cái lễ ký kết này đông đủ.
Và sau đó thì chỉ đến tháng 17, tháng 6 năm 2019 thì chúng ta đã chứng kiến chiếc xe VinFast, tức là Fadi, đã ra đời với cái công nghệ của hãng Chevrolet, tức là cái hãng của Pháp này, mà cái người Pháp đã thiết lập ra cái công ty này và dưới sự sản xuất ở Mỹ và thuộc cái thương hiệu của GM General Motors tại Mỹ, với giá là 139 triệu đồng Việt Nam. Và rất rõ ràng cho cái việc chúng ta biết cái thông tin cụ thể đó là chiếc xe này, theo như tờ báo Tuổi Trẻ đã đăng ngày hôm vừa rồi, thì khi mà ra mắt và bắt đầu giao xe cho khách thì chiếc xe này là được sản xuất VinFast Fadi, được sản xuất dựa trên nền tảng của mẫu Chevrolet phân khúc xe ô tô hạng A. Và đấy, các bạn cũng đã biết là ở đây là nguồn gốc của nó, và thực ra là cái ruột của nó là ruột của chiếc xe Chevrolet, mà cái nơi sản xuất của nó thì lại cũng không phải Mỹ mà lại là tại Nam Triều Tiên. Theo như lời của những cái người bán xe hiện nay ở Đức, họ cung cấp cho tôi thì là cái thông tin như vậy. Và chúng ta đặt vấn đề ra là khi những cái người sản xuất xe như vậy ở những chiếc xe như thế này được đưa sang Đức để bán và không bán được, thì bây giờ tại sao lại bán cái hệ thống máy móc thiết bị và có thể là những cái phụ tùng còn lại rất nhiều, tồn kho còn lại rất nhiều cho ông Phạm Nhật Vượng để ông ta sản xuất ô tô. Và chúng ta phải biết thế này, tức là theo tìm hiểu của tôi thì những cái người mà những cái nơi mà sản xuất xe như vậy thì họ đều có sản xuất sẵn hàng trăm nghìn bộ, từ lốp cho đến từ những cái vành cho đến sườn khung và nhiều cái thiết bị phụ tùng khác, mà không thể trong một năm mà có thể sản xuất ra được, bởi vì nó cần phải là làm khuôn, cần phải thử và cần phải test rất nhiều. Thì những cái phụ tùng đó sau khi hãng Chevrolet rút hoàn toàn khỏi thị trường châu Âu, thì những cái phụ tùng đó, những cái thứ đó là không còn có cái giá trị sử dụng ở đây nữa. Mà đương nhiên là những chiếc xe như vậy thì bây giờ không bán được ở Việt Nam. Với cả cái nguyên mác như vậy thì họ phải làm một cái cách khác, đó là tạo ra một cái vỏ mới, một cái hình thức khác một chút, và vẫn dùng những cái thiết bị phụ tùng có thể là rất giống những cái thiết bị mà cái hãng Chevrolet đã không bán được ở châu Âu, mang về để lắp ráp cùng với những cái vỏ này để tạo ra chiếc xe VinFast mà các bạn đã thấy trong cái hôm vừa rồi đã ra bán. Đây là bán là 395 triệu đồng Việt Nam. Và trong khi hãng cùng cái loại sắt xi và cùng cái loại chất lượng dạng như vậy thì bán ở Đức chỉ có là 133 triệu. Nếu mà 1.4 cộng thêm khoảng 2.000 euro thì nó sẽ là tầm khoảng 180 triệu là giá bán ra đã có lãi tại thị trường của Đức. Và Việt Nam thì bán giá như vậy là rất là cao, rất lớn, rất cao. Và chúng ta cùng tìm hiểu tại sao trong thời gian vừa qua thì ở trong nước lại đưa ra những cái thông tin rất là khó cho cái việc đưa tin này. Bởi vì chính tôi là một trong những cái người mà trực tiếp tham gia vào những cái vấn đề, ví dụ như là đưa những thông tin sự thật này đến các bạn, và các bạn cũng đã biết được là những sự thật này để điều tra, để tìm thì không phải là dễ, bởi vì các bạn phải biết tiếng Đức và các bạn phải đến phỏng vấn những cái hãng bán xe như thế này để họ nói cho mình biết là nó như thế nào, bởi vì chỉ có những người đã bán những xe như này ở đây thì họ mới biết được là cái xe tốt hay không tốt, và nó có bị vấn đề gì không trong cái quá trình sử dụng và những cái quá trình mà vận hành ở trên đường. Thì chúng tôi gặp phải rất là nhiều những cái khó khăn ở chỗ là những người mà không biết họ kỹ thuật, họ biết đến đâu, nhưng mà họ lại sẵn sàng là, tức là họ sẵn sàng nói những cái câu, những cái từ ngữ rất là không bất lịch sự ở trên mạng, và không biết là những cái người này thì họ là như thế nào. Và bây giờ tôi sẽ quay lại cái hình ảnh của tôi ở đây trước cái ô tô để cho các bạn cùng biết. Đây, và đây chúng ta quay cái khu vực xung quanh cái khu bán xe. Đây, và tôi sẽ chỉnh lại cái hình thức camera để các bạn cùng nhìn thấy chiếc xe ô tô này mà tôi đang đứng ở đây. Và ngày hôm nay tôi đã tự đến đây để giới thiệu với các bạn chiếc xe này. Thì những cái người Việt Nam ở trong nước ấy, họ rất hình như họ chưa không tìm hiểu và chưa biết rằng là ở Đức thì có những cái tạp chí rất lớn để họ chuyên nghiên cứu và giới thiệu về các loại ô tô như thế này. Đây, những tạp chí rất lớn như thế này. Và những bất cứ chiếc ô tô nào khi họ đưa ra bán thì họ đều mời những cái phóng viên báo chí hoặc là họ
cho đi thử mọi cái rất là đơn giản để những cái người phóng viên báo chí đó có thể đưa tin đến những cái người dùng một cách chi tiết nhất và tốt nhất. Và đặc biệt là khi chiếc xe đó có những cái điều tốt thì họ sẽ nói là tốt, còn có những cái điều mà chưa được hài lòng hoặc là cái chất lượng nó chưa đảm bảo thì họ sẽ nói là chưa tốt, để cho những cái hãng sản xuất đó họ có thể nghiên cứu, họ tìm hiểu và làm cho tốt hơn. Đặc biệt như các bạn cũng biết, ở Việt Nam ấy thì cái độ an toàn rất là thấp. Khi mà đi ra đường thì bất cứ ai, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải những cái trường hợp như là tai nạn bất ngờ, hoặc là đâm vào xe người ta, hoặc là xe container đâm vào xe của mình. Thế thì những chiếc xe như thế này thì phải có cái rất tốt về vấn đề là sự khung sườn và những cái vấn đề khác rất an toàn, và túi khí phải rất an toàn để cho các bạn, để cho những cái người mà ngồi trong xe này khi đi cùng với cả gia đình thì họ cũng phải thấy rằng là an toàn và yên tâm cho cái sản xuất, cho cái chất lượng của họ, để khi mà có tai nạn đâm vào ấy thì không thể là bị bẹp rúm lại như là một cái tờ giấy được. Thì chính vì vậy mà chúng tôi làm cái chương trình này để cho giới thiệu cho các bạn cùng biết cái thông tin cụ thể để các bạn có thể chọn lựa chọn mua cho mình một cái xe tốt nhất, chính xác nhất. Và những cái người sản xuất như ông Phạm Nhật Vượng, như là VinFast thì cũng phải qua đây để rút kinh nghiệm cho cái việc sản xuất của mình, là phải đưa ra người tiêu dùng, chứ không thể dùng những cái hình ảnh hoặc là dùng những cái thông tin về mặt chính trị hóa vấn đề trong cái phần vấn đề là buôn bán. Đó là việc là đưa những cái người lãnh đạo của nhà nước, đảng và nhà nước ra để quảng cáo, để bán hàng. Đây, vậy tôi cho các bạn xem những hình ảnh. Đây các bạn thấy là rất rõ ràng, đây là hình ảnh của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây, đây, đây là ông Nguyễn Xuân Phúc. Và ông ta là cái người mà rất là nhiệt tình giới thiệu rồi là hỗ trợ cho cái công ty VinFast này. Và cái điều đó thì cũng không sao cả. Thế nhưng mà cái việc mà một cái người nguyên thủ quốc gia như thế này, như ông Thủ tướng này, mà khi đi để giới thiệu ra một sản phẩm, cho một sản phẩm cụ thể, thì là cái điều mà không có nước nào làm, hoặc là rất ít những nước làm. Bởi vì nó rất lạc hậu ở chỗ, và cũng thậm chí họ là còn sai nữa ở chỗ là khi Việt Nam còn rất nhiều những doanh nghiệp khác cũng sản xuất ô tô, cũng lắp ráp ô tô và cũng tạo công việc làm rất nhiều, thì những cái doanh nghiệp đó cũng cần phải được quan tâm một cách bình đẳng. Vậy thì thay vì ông Phúc đến một cái công ty riêng như VinFast hoặc là Trường Hải hoặc bất cứ chỗ nào khác, thì các ông hãy đến một cái hội nghị khách hàng để sản xuất những chiếc xe tốt hơn, thì ông góp ý cho cả một cái hội nghị đó thì không sao. Nhưng mà ông ta suốt ngày ngồi xe điện chạy trong chỗ nọ, rồi là phát biểu chỗ kia, rồi là chiếc xe là niềm tự hào của người Việt Nam, rồi thế nọ thế kia. Và sau khi tôi đưa những cái thông tin này ra thì rất nhiều người, đây này, đây là có cả những cái người làm chính trị cấp cao nhất, tức là ví dụ như ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, mà ngày hôm nay ông bảo ông ra tiếp xúc cử tri thì ông cũng không ra được, đăng báo là ra rồi cũng không ra nổi, tức là sức khỏe của ông ta rất kém, 75 tuổi rồi, và bây giờ là bị tai biến mạch máu não. Thì khi mà người 75 tuổi, các bạn đã biết, khi tai biến mạch máu não thì căng thẳng là sẽ lại bị lần thứ hai nữa. Và những cái cú như thế này, những cái chuyện mà ông ta giới thiệu xe rồi là đi thăm, rồi mang cả tướng cả công an đi để đi thăm, thế thì ông ra dọa ai, để dọa gì, để bảo kê hay là làm sao? Thì cái vấn đề này thì chỉ có Ủy ban Trung ương, Kiểm tra Trung ương, chỉ có Bộ Chính trị thì khi họp vào với nhau thì mới biết được là cái người này là như thế nào, và có phải đánh giá lại cái vấn đề. Chứ không thể nào là một cái người Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì ông phải là đại diện cho cả cái đảng 4 triệu người và phải đại diện cho cả cái đất nước, chứ không thể ông đại diện chỉ cho một cái doanh nghiệp bán xe ô tô mà ông đi ông giới thiệu, rồi ông đi ông quảng cáo quảng bá rầm rộ thế này. Đấy, thế thì còn những cái doanh nghiệp ô tô khác thì sao? Đấy, và các bạn cũng thấy rất rõ là những cái hình ảnh mà không thể chối cãi được, mà bản thân là báo chí trong và ngoài nước cũng đã đăng rất nhiều những hình ảnh này, mà các bạn thấy là không bao giờ bà Thủ tướng Đức bà đi bà giới thiệu xe cụ thể trong cái xe hãng BMW, Audi, bà cứ suốt ngày bà chạy hết vào xưởng chỗ nọ rồi bà ra chỗ bán hàng chỗ kia, thì cái điều đấy là cũng không được. Bởi vì là ông ta là cái người mà công chức thì phải phục vụ toàn bộ nhân dân, phục vụ toàn bộ những cái người doanh nghiệp khác từ to đến nhỏ, và phải công bằng, chứ không thể coi một cái doanh nghiệp này là tờ lớn và doanh nghiệp khác là nhỏ được. Vâng, đây vâng. Và tôi cũng xin cung cấp thêm cái thông tin đấy. Và đây là hình ảnh, ví dụ mà cũng rất là lạ, đây là cái hình ảnh của Đại hội Đảng lần thứ 12 vừa rồi. Thì gần như tôi thấy rằng rất là nhiều ủy viên Bộ Chính trị, từ ông Nguyễn Phú Trọng này cho đến ông Nguyễn Xuân Phúc này, rồi sau đó là thậm chí đến cả những cái người như ông trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính này, rồi ông Nguyễn Thiện Nhân này, rất là nhiều người đã đến cái chỗ, những cái chỗ xe, hãng xe này để thăm, và thậm chí là cái nhịp độ thăm thì rất là lớn, rất cao, mà không hiểu là người ta đến đây để làm gì và có mục đích gì.
thì cái vấn đề này là vấn đề là phải điều tra. Bởi vì khi một cái người như, những cái người như thế này, như vậy, như các bạn đã thấy, hoặc là những cái người như đây, như ông Nguyễn Xuân Phúc chẳng hạn, đấy, thì ông ta đi, đương nhiên ông ta là người Thủ tướng Chính phủ, thì ông phải quan tâm đến doanh nghiệp khác. Thế nhưng mà khi quan tâm một cách quá mức như thế này, và thậm chí giống như là đi như là bố già mafia, mà giống như là ông Đinh La Thăng ngày trước cũng đi thế này, đấy, những cái ông này mà bây giờ vào tù mất rồi. Đấy, thì bây giờ ông Phúc cũng đi như thế này, cũng nghênh ngang ngang, và ông này thì cũng phát biểu thì cũng hơi bất thường ở chỗ là kể cả ông sang xét thời gian vừa qua, ông phát biểu, ông nói, ông kêu gọi, ông gào lên là kiều bào, là gọi là rất là kiều bào lên phản động. Thế thì ông biết phản động là thế nào, và bây giờ thì tôi mới nói lại vấn đề là phản động là cái gì. Đấy, tại vì sau khi tôi đưa những cái thông tin này ra thì quả thật là những cái người mà những cái về chiếc xe này thì không hiểu tại sao ở đâu ra rất là nhiều người, hàng mấy chục người, tôi nghĩ phải hàng trăm người vào thóa mạ, rồi là đe dọa giết, rồi ám sát, rồi là nói rằng là ông Phạm Nhật Vượng chắc sẽ thuê mafia ở bên Nga sang đây để ám sát nhà báo Lê Trung Khoa, bởi vì là nói nhiều thế nọ thế kia. Thế nhưng các ông biết rằng là đây là báo chí tự do và tôi là một tờ báo Đức, cho nên là mọi cái thông tin tôi đưa ra nó phải chính xác và phải có bằng chứng, và những cái thông tin tôi đưa ra hoàn toàn là dựa trên nền tảng sự thật và có sự phỏng vấn đàng hoàng. Thế nếu mà họ có những cái việc mà họ đe dọa hoặc là họ làm những việc gì đó mà nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe hoặc là những cái ảnh hưởng tờ báo bên này thì Đức sẽ điều tra. Thì các bạn cũng đã biết là trong thời gian vừa qua thì không phải chỉ có cái vụ mà chiếc xe này không, mà trước đó thì năm 2017 thì bản thân ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã sang dự cái ngự hội nghị G20, là cái nơi mà bà Thủ tướng Angela Merkel đã mời sang đây, ông Nguyễn Xuân Phúc đây, và đấy thì mời ông ta sang để ông ta gọi là dự G20 với vai trò là chủ tịch cái APEC 2017, sau đó được tổ chức ở Việt Nam để mời thôi, chứ không phải dự theo cái hình thức là Việt Nam là nước lớn sản xuất ô tô rồi xuất khẩu tăng vọt rồi thế nọ thế kia. Nhưng mà sau đó thì hai tuần thì ông Phạm Trịnh Thiên Thanh 23 tháng 7 2017 thì bị bắt cóc luôn, và bắt cóc cũng không cách đây không xa. Thì trong lúc mà Đức vẫn đang điều tra rất nhiều những cái chuyện này thì ở trong nước người Việt Nam cũng không giải quyết, và những cái lãnh đạo chính trị này không giải quyết, không chịu giải quyết một cách dứt điểm, để cho căng thẳng Đức và Việt Nam dẫn cả căng thẳng, mà lại đi làm những cái việc mà quảng cáo, quảng bá cho những doanh nghiệp bán những cái mặt hàng. Thì đương nhiên là ông ta có quyền quảng cáo, quảng bá, nhưng mà cái việc mà một người thủ tướng thì không được quyền là quảng bá riêng một cái sản phẩm nào đó cho một cái doanh nghiệp cụ thể nào đó, bởi vì như vậy là ông ta đã vi phạm vào luật công chức. Và cái này nếu mà xét cho cùng ấy thì có thể là đưa vào trong những cái vấn đề mà lợi dụng chức vụ và quyền hạn. Đấy, nó cái từ Việt Nam, nó cái từ đấy mà Nguyễn Phú Trọng ông hay nói như vậy, là lợi dụng chức vụ và quyền hạn. Thì cũng rất có thể là sẽ bị phạm luật công chức. Đấy, nếu ở Đức như thế này thì những cái ông này là bây giờ Nguyễn Xuân Phúc thế này hoặc Nguyễn Phú Trọng thế này là bây giờ phải từ chức rồi, chứ không có chuyện ông ấy ngồi ở trên đấy nữa. Và bây giờ chúng ta quay lại một chút về vấn đề là thế nào, là cái xe VinFast này đã được ra đời thế nào. Và đây chúng tôi sẽ cung cấp thêm cái thông tin cho các bạn. Và đây là cái bài báo của báo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đăng, và hình ảnh rất rõ ràng, cũng như những hình ảnh này các bạn chắc cũng thấy ở trong nước, ở tại Việt Nam. Đó là việc những hình ảnh mà ông đây là chiếc xe VinFast đây, được hai mẫu xe VinFast tại được quảng bá ở Paris, ở show Paris. Đấy, ở Paris thì có ông Beckham có thuê là hoa hậu Trần Tiểu Vy và cựu danh thủ David Beckham tham dự và đeo cầm cái cờ đỏ đưa vào. Đấy, thì như vậy là họ vô hình chung là họ đưa cái xe này, nó giống như là cái quốc xe, tức là cái quốc xe có nghĩa là cái xe này, màu đỏ là màu cờ Việt Nam được, cái cờ đỏ cũng được không sao, và bây giờ là thành ra giống với cái quốc xe. Đấy, ở nhà Việt Nam thì người ta hay có cái câu là quốc huy này, rồi quốc tang, và bây giờ đến quốc xe nữa, và quốc xe đấy, xe Việt Nam không sao cả. Nhưng mà theo thông tin tôi được biết trong cái showroom của Paris này, tôi đã tìm hiểu thì chiếc xe này đã không dám mở cái cốp ra, những cái chiếc xe này không mở cốp ra để cho người dân ở đấy hoặc là những người ở đấy họ đến họ xem cái máy móc ở trong ra làm sao, tức là họ không biết là cái máy trong làm sao, thì có thể có máy, có thể cũng không có máy, không biết là có máy hay không, mà máy là máy gì, máy của hãng nào thì cũng không rõ ràng, hoàn toàn không rõ ràng. Và làm thương hiệu thì rất là đắt và nổi tiếng. Thuê người, trả tiền, thuê hậu, thuê ông cầu thủ bóng đá này. Nhưng mà ông cầu thủ bóng đá Beckham này thì trong cùng thời điểm đó, David Beckham này, chúng ta đã bị lái xe quá tốc độ 30 km/h. Và ông Beckham này cũng đang bị tức là những cái cảnh sát giao thông họ truy tố về cái việc đó, thì lại đi làm đại diện cho cái thương hiệu này. Và đấy, các bạn thấy không? Đấy, và đấy là việc ở Paris, đấy là vào năm trước. Và sau đó rồi thì chúng ta cũng đã thấy là những cái thông tin mà đưa về việc là hãng
VinFast đã mua những dây chuyền công nghệ của Đức. Đây các bạn cũng thấy những hình ảnh này, các bạn thấy rất là nhiều đúng không? Là những cái dây chuyền công nghệ của Đức sản xuất theo những cái tiêu chuẩn châu Âu, tiêu chuẩn Đức. Đây, và cũng thấy mấy ông Tây đứng này, hai ông Tây đứng. Và đây là có ông Việt Nam đứng. Tức là cái chiếc xe này ấy, thì nó cứ đem ra lau đi, cứ đem hết chỗ nọ chỗ kia để quảng cáo, nhưng mà không thấy sản xuất, chỉ thấy vài chiếc thôi. Đấy, còn trong máy móc thế nào ra làm sao thì cũng không biết được là cái xe này. Bởi vì khi xem xe thì anh phải bổ máy xem xe, anh phải mở gầm, mở sàn, anh phải tất cả mọi cái ra. Đấy, nhưng mà chiếc xe, những chiếc xe này thì vẫn đem để lau thế thôi. Đấy, và với đây là dây công nghệ Đức và vài ông Tây vào. Thì nói thật với các bạn thì những cái người mà người nước ngoài này thuê ấy, thì cũng không khó. Bởi vì là họ thì cũng đều là những cái công nhân thôi. Một tháng thì trả lương thì nếu mà người Đức thì khoảng vài nghìn. Còn nếu mà thuê người Séc hay người một số cái nước Nga rẻ rẻ, trông cũng giống Tây, đem quay thế này thì giá chỉ có vài trăm thôi, rất rẻ. Đấy, thì đây là cái hình thức gần như là tôi có thể nói là làm sâu. Và sau đó thì các bạn thấy không, khi mà sau đó thì mời báo Tuổi Trẻ vào, các báo khác vào đăng báo bài, thì trong những cái dây chuyền sản xuất gọi là của Đức đó thì lại thấy lắp toàn xe là ruột là của hãng Chevrolet. Đấy, bởi vì sao, khi có hợp tác với cả chiến lược với cả bên GM rồi thì tất nhiên họ phải tận dụng là gầm sàn, rồi là những cái máy móc thiết bị đó là phải để bán. Chính vì vậy mà cái việc mà từ lúc ký kết là cuối 2018 cho đến lúc bán cái xe này là đến tháng 6 2019 đã bán rồi, tức là có vẻ chúng ta chỉ có thời gian khoảng vài tháng thôi. Mà vài tháng thì không có ai sản xuất được một cái xe mới tinh từ đầu đến cuối cả. Bởi vì là khi thiết kế, rồi khi sản xuất, rồi khi thử, tất cả mọi cái nó đều theo những cái dây chuyền, những cái công đoạn là rất rất chặt chẽ. Đấy, với cái xe này là, mà bây giờ chúng ta đã thấy là trong cái xưởng sản xuất xe ở Hải Phòng mà chúng ta thấy là tràn ngập những cái xe là dòng Chevrolet, tức là dòng của xe mà ở Đức người ta đã không bán được nữa từ năm 2016 rồi. Và tất nhiên là ở đây thì cũng có cải tiến chút, là ông ấy thay một cái hình thức, dập một cái khuôn mới một tí, thay cái logo vào. Thế còn nếu mà các bạn mở những cái xe này ra xem thì chắc chắn rằng là theo như những cái người bán hàng ở đây ngày hôm nay tôi đã hỏi, thì họ nói rằng là cái xe này đấy, thì cái máy, cái gầm và một số rất nhiều phụ tùng là lấy là của xe Opel là cũng sản xuất ở Đức, nhưng mà nó thuộc hãng, cái mác đấy là cái mác đấy là thuộc của GM, cũng là GM, tức là GM sản xuất ra một cái loại máy, một loại gầm, một loại sàn các loại thì lại để có thể dùng để lắp cho rất nhiều mác, cái hãng khác, mác khác nhau. Và riêng cái xe Chevrolet này thì lại được sản xuất ở Nam Triều Tiên, chứ không phải sản xuất ở Đức nhé. Nếu sản xuất ở Đức thì khác, thì sản xuất chỉ có Nam Triều Tiên thôi, thì có nghĩa là rất là nhiều phụ tùng thiết bị còn lại hàng trăm nghìn bộ, chắc chắn là sẽ còn lại và đang nằm ở những chỗ mà cái nhà kho nào đó họ đóng gói, họ để đó. Thì bây giờ thì tất nhiên là mua được dây chuyền rẻ, thì các bạn cũng đã biết là khi mua dây chuyền rẻ thì sẽ giá thành rất đắt ngay khi mà sản xuất, nhưng mà khi mà họ bán lại dây chuyền mà không còn bán hàng nữa thì rẻ lắm, mua 10 đồng có khi bán chỉ 1 đồng thôi, thậm chí còn không phải trả 1 đồng mà vẫn có thể là đưa vào cái hợp tác rồi chiến lược, rồi có thể là đưa vào dưới dạng như là khấu hao tài sản, rồi có thể nói là mua mất 3 tỷ hoặc 2 tỷ đô, rút tiền ngân hàng ra xong rồi vay, xong rồi mua cái đó, xong tiền chạy đâu thì không biết, có khi tiền lại chạy chỗ khác. Đấy, thì cái vấn đề đó là cái vấn đề mà cần phải điều tra, xem xét kỹ tiếp tục. Và cái việc này là báo chí trong nước và quốc tế nên tham gia, bởi vì là đây là cái vấn đề mà rất là quan trọng cho cái việc mà đảm bảo an toàn tính mạng cho những cái người dân, những cái người mua chiếc xe này. Đấy, và đây các bạn đã thấy là dây chuyền mà sản xuất quảng cáo, đây là cái này là của Hải Phòng, là nhập của Đức, xe của Đức, nhưng mà chỉ có vài chiếc xe này thôi, có lại thôi, vài chiếc thôi. Thế xong rồi cứ đem lau chùi chùi, đặt cho nó đặt chỗ kia. Đấy, và soi bóng bóng lên. Đấy, đấy các bạn thấy không? Đấy, nhưng mà không thấy bán. Đấy, nhưng mà sau đó rồi thì khi mà bán thì chỉ có thấy bán những chiếc xe như thế này thôi. Đấy, nó mở cái xưởng ấy ra thì lúc đó là thấy một dàn cái xe này. Đấy, đấy sàn xe này. Đấy, thì tất nhiên là những cái người kinh doanh thì cũng không sao cả, nhưng mà chỉ với thời gian thì chưa đến một năm, chỉ có vài tháng thôi mà đã ra một đống xe như thế này rồi, thì cái việc mà kiểm tra kiểm định là thế nào, thế là người ta bình thường khi mua bán một cái chiếc xe như này thì người ta phải kiểm tra xem là xe này đâm thử xem là nó đâm đằng trước, nó có nát chân hoặc có bị tai nạn không, hoặc là đâm bên hông, hoặc là nhiều khi nó bị rơi từ trên thả thiên rơi xuống đất, để xem là cái xe này khi mà bị rơi ở mấy mét trở xuống thì có thể có bị vỡ khung hoặc là vỡ vành hoặc làm thế nào đấy, là ảnh hưởng đến sức khỏe của người ngồi bên trong này không. Thì cái việc đó là có lẽ chúng ta chưa thấy chứng kiến những cái video clip, những cái thông tin mà bên ông Phạm Nhật Vượng, tức là công ty VinFast đưa ra cho bà con, mà chỉ thấy là đưa những cái hình ảnh nào là cái người
thuê hoa hậu này, đứng quảng cáo này, rồi thuê ông David Beckham quảng cáo này, đấy, rồi là thuê mượn nhờ tổng bí thư quảng cáo này, nhờ tổng bí thư quảng cáo này, đấy, không biết nhờ hay là thuê nữa thì cái này phải hỏi, đấy, ban bí thư phải họp nhau vào hội chính trị phải họp mới biết được là có nhờ hay thuê, có trả tiền hay không. Đấy, đấy, và rồi là thuê ông Nguyễn, đặc biệt ông Nguyễn Xuân Phúc thì rất là hăng hái làm những cái việc này, đấy, cho một cái doanh nghiệp cụ thể. Thì cái việc mà ông ta quảng cáo cho sản phẩm Việt Nam thì cũng không sao cả, sản xuất tại Việt Nam. Thế nhưng mà cái việc mà ông quá ưu ái cho một doanh nghiệp và để quảng cáo cho một sản phẩm cụ thể, thì cái điều đó là hiếm nước nào làm như vậy đối với một cái gọi là chính khách, mà chỉ là dùng cho những cái người bán hàng thuê nào đó thôi được trả tiền. Đấy, đấy, các bạn xem thấy không? Đấy, và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu thêm sâu hơn nữa về cái vấn đề là xưởng xe, thì là xưởng xe quảng cáo mua của Đức, và sản xuất thì là sản xuất ra xe của Chevrolet, đấy, xe Chevrolet, đấy, ruột của nó thế, cái vỏ khác thêm tí thôi, đấy, và giá bán thì tất nhiên là giá bán trên trời, tức là 400 triệu, khoảng 400 triệu, trong khi giá như thế cùng 1.4 nếu mua ở Đức thì chỉ có 180 triệu thôi, đấy là cả thuế ạ. Và nếu mà các bạn nhập về Việt Nam lại còn được trừ tiền thuế 19% thuế nữa thì còn thấp nữa, tức là còn trừ 19% nữa, đấy, bởi vì khi xuất khẩu đi thì còn rẻ nữa. Đấy. Và đây là chúng tôi tiếp tục đưa cái thông tin thêm về cái việc mà hình thành cái này. Vậy thì tại sao mà cần phải có cái việc mà mua những cái dây chuyền sản xuất của Đức, sau đó lại sản xuất cái xe mà ruột Chevrolet để bán với cái vỏ của VinFast. Đây. Thế cái việc này tôi đưa ra thì các bạn, kể cả công ty VinFast cũng không nên có cái thái độ thù hằn, bởi vì đây là chúng tôi là báo chí, tôi đưa tin hoàn toàn là sự thật, trên cơ sở sự thật, để cho người dân trong ngoài nước và quốc tế để biết được cái thông tin này. Thì đây là cái khu đất mà ông Phạm Nhật Vượng là gồm có 335 hecta đã lấy, đấy, 335 hecta đã lấy. Vậy tôi xin, vâng, đây quay cái camera lại để thấy là đây là cái khu vực mà tôi đang đứng ở đây để xem. Đây là khu bán hàng, và đây các bạn thấy không, đây là chiếc xe mà tôi đã mở ra. Thì đây các bạn cũng thấy rõ ràng là trong đây là cái là 335 hecta để công ty VinFast làm cái gọi là cái khu mà sản xuất ô tô tại Hải Phòng. Và với cái điều tra của chúng tôi thì với cái giá cả hiện nay như các bạn cũng đã biết, ở đất đai ở Việt Nam thì rất là đắt, và tôi đã điều tra thì thấy rằng là với cái giá là, như các bạn thấy cái tài liệu rất rõ ràng ở đây, là 18 tỷ đồng cho diện tích chỉ có hơn 1,4 hectare thôi. Đấy, để huyện An Dương, Hải Phòng nhá, ghi rất rõ. Đấy, giá cả như thế là 18 tỷ. Vậy chúng ta hãy nhân ra, đây là cái tài liệu mà các bạn có thể tự tra cứu trên mạng bất động sản ở Việt Nam, rồi mua sell giá ở Hải Phòng. Đó, đấy, rồi. Thế đây là, và với cái diện tích đó thì nếu mà nhân ra tiền thì chúng ta sẽ thấy là 335 hectare của cái công ty VinFast sản xuất ô tô này nó chiếm rất rộng, là mất là nhân 13 tỷ. Một hecta tôi đã chia rồi thì là 4.355 tỷ đã là cái trị giá đất ở cái khu sản xuất đó, mà không biết là đã được khấu hao hay được bồi trừ được tính kiểu gì. Thì đây là cái trị giá đất, cái đất không thôi, 4.355 tỷ. Thì cái này phóng viên báo chí trong nước thì chắc chắn là sẽ điều tra rất dễ, rất nhanh, và có thể đăng những cái bài tiếp theo cho cái việc này, là cái giá đất là như thế. Trong khi cùng một cái sản xuất như vậy thì có những cái hãng rất lớn tại Việt Nam cũng sản xuất, như hãng Toyota chẳng hạn, hoặc là những cái hãng mà tên tuổi của quốc tế thì họ cũng thuê đất họ làm. Thì chúng ta phải biết rằng là đây bài, một cái bài báo mà rất rõ ràng. Đây bài báo là của Đài Tiếng Hoa Kỳ, ghi rõ là thông báo trên Twitter hôm 30 tháng 8 rằng họ đưa một đoàn nhà báo tới bằng máy trực thăng này, họ đăng cả video trực thăng đáp xuống nhà máy ở Hải Phòng này. Cũng phải nói rằng khu nhà máy với tổng diện tích là 335 hecta của VinFast đang được đem ra so sánh với nhà máy chỉ với diện tích 20 hecta của Toyota Việt Nam. Hãng đã sản xuất ở Vĩnh Phúc từ 22 năm qua với tỷ lệ nội hóa lên tới gần vài chục phần trăm. Vâng, thì có nghĩa là các bạn thấy không? Cái việc mà đất đai ấy, cái việc mà đất đai để sản xuất cái xe này của VinFast ấy, thì nó chiếm diện tích cực lớn luôn. Đấy, chiếm diện tích cực lớn ở chỗ là trong khi một cái hãng như Toyota chẳng hạn, họ làm 22 năm rồi, họ chỉ cần 20 hecta thôi, và tỷ lệ nội địa hóa của họ cũng vài chục phần trăm, thì họ chỉ lấy 22 hecta, tức là họ là 20 hecta. Đấy, trong khi mà đó thì cái công ty VinFast này thì đã dùng đến 335 hecta, là gấp hơn 10 lần, tức là rất rộng mênh mông luôn. Và rộng mênh mông, và cái này nhân ra số tiền là hơn 4.000 tỷ đồng Việt Nam. Đấy, thế thì trong cái việc này thì là cái việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp là điều rất tốt. Thế nhưng mà tạo điều kiện thế nào, có công bằng hay không, và những người giải phóng mặt bằng đó và những cái khu vực đó họ
họ được đối xử thế nào, và những cái nguồn tiền tài chính đó là có được đưa vào ngân sách nhà nước hay không, thì cái này Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng là chắc chắn là sẽ có cái ban kiểm tra sẽ phải xuống kiểm tra tất cả những cái vấn đề này để các doanh nghiệp sao để cạnh tranh nhau và sản xuất một cách lành mạnh, không thể chiếm dụng đất đai một cách quá mức, và sau đó là để làm những cái việc khác mà không thể biết là họ sẽ làm gì. Đây các bạn thấy, trong khi Toyota sản xuất được 20 năm rồi mà họ chỉ có 20 hecta thì công ty VinFast đã dùng đến 335 hecta, lấy 300 hecta để sản xuất, gọi là để sản xuất nhưng thực ra mấy cái nhà thôi, có cháo gì cả. Và trong đấy thì lắp để lắp xe, và trong đấy thì đầy xe gọi là Chevrolet, tức là thế thôi chứ không phải xe Đức. Đấy, 4.300 tỷ. Đấy, đây là cái đường vào, cái đó là các bạn có thể đến đấy tự tham quan và biết cái khu này nó chỉ là những cái nhà, và cái miếng đất đấy rất rộng gấp hơn 10 lần, tức là gần 20 lần của Toyota Việt Nam, và trị giá là 4.300 tỷ. Trong khi Toyota sản xuất thì nội địa hóa mấy chục phần trăm thì cũng chỉ lấy 20 hecta. Đấy, đây là thông tin rất quan trọng mà các bạn cần phải xem xét thêm trong cái thời gian vừa qua, và tất nhiên là trong thời gian tới thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục thêm những cái thông tin mà nhiều người cần phải biết thêm để có cái đánh giá cụ thể về cái sản xuất của cái công ty này. Và chắc chắn là tôi, và bây giờ thì tôi sẽ mời các bạn đi xem tiếp cái video clip về cái, tức là đây là tôi vừa giới thiệu, đấy là những cái nơi mà sản xuất. Vậy bây giờ tôi xin giới thiệu cái xe ô tô cụ thể. Và đây là xe ô tô. Và đây là cái chìa khóa xe ô tô mà tôi đã lấy. Vàng đấy, chìa khóa xe. Và bây giờ chúng ta sẽ đi gần vào chiếc xe ô tô này là để xem là chiếc xe đó là như thế nào. Và đây là máy ô tô. À, đấy, rất cụ thể. Chúng tôi hôm nay đã, đặc biệt là vì cái chương trình này mà chúng tôi đã phải dùng một đến để đặt vấn đề với cả cái hãng ô tô này để họ có cho phép chúng tôi quay và phát cũng như là phỏng vấn họ trước khi phát về chiếc xe này. Đấy, và bây giờ chúng ta hãy cùng xem chiếc xe này như thế nào nhé. Đây là bộ phận máy bên trong. Và như các bạn, như chúng tôi đã thông tin vừa qua thì cũng nhận được thông tin của những cái người bán hàng ở đây thì được biết rằng là những cái hãng như GM họ sản xuất máy, gầm, sàn, sườn và tất cả những phụ tùng bên trong, dây điện thì đều phù hợp với cả cho hãng Opel cũng như là cho Chevrolet này. Và chiếc xe này thì được sản xuất ở Nam Triều Tiên, tức là tóm lại là dập rồi sau đó lắp ráp ở đó rồi mang sang châu Âu bán. Và đây là máy của chiếc xe này. Đây là máy chiếc xe này. Tất nhiên đây không phải là một chiếc xe mới mà chỉ chiếc xe dùng rồi. Bởi vì là không ở Đức thì đã không còn bán, và cả châu Âu không còn bán xe mới của Chevrolet trong thời gian từ năm 2016, tức là họ dừng bán được 3 năm này rồi. Và các bạn thấy đây này, máy xe này. Đấy. Và các bạn cũng thử soi những cái máy xe mà của VinFast vừa bán ra xem nó có giống không. Đấy, đây tôi soi rất rõ bên trong. Thì tôi cũng vừa hỏi người ta, ở đây trong này có bộ phận này, những cái phần nó chỉ thay cái nhãn này thôi, tức là chỉ thay cái nhãn này thôi thì là dập cái nhãn khác vào, chứ còn máy móc thiết bị thì chắc là cũng vẫn, các bạn cũng tự tìm hiểu xem. Đây trong này đây là những cái gì, những cái chỗ gì, rồi những chỗ chảy dầu đấy của cái xe này, và người ta đang còn để đây, chúng ta nhìn thấy. Và đây là cái thương hiệu, cái mác của nó đấy, cái mác của nó đấy. Đấy, và tôi soi tiếp cho các bạn xem cái xe khi mở lên và bên trong thì thế nào. Đây bên trong. Đây là bên trong. Vâng, đây là bên trong, đây là cái chỗ khoang lái của cái người lái xe. Chúng ta cũng thấy bên trong. Đấy. Và các bạn có để ý rằng là khi mà sản xuất tại Việt Nam ấy thì những cái chất lượng này được kiểm tra kiểm định như thế nào thì cái đấy tự các bạn phải tự tìm hiểu. Nhưng mà riêng ở châu Âu những xe này để bán ra thì họ phải kiểm tra rất kỹ và họ phải làm dùng các loại crash test, rồi đâm rồi thả rồi nghiền rồi tất cả các loại để lăn lộn để xem chiếc xe này khi mà người ta ngồi trong xe này, người ta đi ấy, thì người ta có bị ảnh hưởng đến cái sức khỏe hoặc là có bị ồn không. Đấy. Đấy, và chiếc xe đóng cửa nghe rầm một cái như thế này. Đấy. Đây là chiếc xe. Đây là cái chỗ ngồi cửa sau để ngồi phụ. Đây là chiếc xe và chúng ta ngồi nhìn bên trong đằng sau đây. Đấy, phía sau xe đây. Đấy, mở lên cốp, mở lên như thế. Đấy, các bạn có thử so sánh xem chiếc xe này có giống chiếc xe mà bây giờ đang bán ở Việt Nam không? Đây là ghế này, các loại này. Đấy, nhìn đằng sau này. Đấy. Và đây là xăng này. Đấy. Và bên ở bên mé bên cạnh này thì chúng ta cũng đã thấy những chiếc xe như thế này. Đấy. Và, đấy.
những chiếc xe như thế này ở đây chắc được kiểm tra rất kỹ, và những cái người mà mua những chiếc xe này thì họ rất phải an tâm, bởi vì như vậy hãng bảo hiểm thì họ mới chấp nhận là bảo hiểm những chiếc xe này với cái mức phí thấp hoặc là vừa phải khi mà chiếc xe đạt đủ yêu cầu nhất định. Còn đây là máy móc của chiếc xe này sau khi dùng vài năm này. Đấy, nó như thế này. Đấy, đây là cái xe Chevrolet, là cái dòng xe mà theo như cái thông tin mà nhận được là đã không còn sản xuất và bán ở châu Âu trong từ năm 2016. Và hiện nay thì năm 2018 thì bên VinFast đã ký hợp tác chiến lược với cả công ty GM tại Việt Nam để lấy toàn bộ cái chỗ bán hàng cũng như là có thể là những cái dây chuyền sản xuất để họ sản xuất. Và rõ ràng là trong cái tờ báo Tuổi Trẻ đăng vào ngày hôm kia, tức là khi mà khai trương bắt đầu giao xe cho những người dân ở Việt Nam thì các bạn đã thấy rất rõ, họ ghi rằng cái xe của VinFast đã sản xuất theo cái mẫu của hãng xe này, của Chevrolet, tức là hãng xe này. Đấy. Để mà cái mẫu đó ấy, thì là theo nguyên tắc sản xuất của các nhà sản xuất thì họ đều sản xuất những cái khung sườn hoặc là những cái vấn đề về máy móc thiết bị là giống nhau hết, chỉ có khác là cái vỏ thôi. Tức là anh về anh có thể là mỗi nước về là tự dập cái vỏ trông nó khác một chút và đưa cái thương hiệu khác, một cái tem khác một chút. Đấy, bây giờ ở đây là Chevrolet, đây vẫn rất rõ đấy, logo của họ như vậy. Thế còn ở Việt Nam thì có thể là dùng của bên VinFast rồi nọ thế kia. Đây, và hôm nay tôi cũng đã nói với các bạn rằng là chúng ta sẽ thử xem là cái bổ máy cái xe này ra sao. Thì đây là cái chỗ mà cái máy này. Thì tôi cũng rất muốn vặn cái này ra, vặn những cái thứ này ra để cho các bạn xem, các bạn biết là xem là cái máy này nó như thế nào. Đấy. Đấy, thì nhưng mà cái xe này thì tôi chưa mua, cho nên thành ra tôi chưa thể vặn được máy để mấy hôm tới xem là xin phép họ có thể vặn những cái này ra, vặn tất cả những cái máy này ra để xem các bạn bên trong xem là nó cái xi lanh, dung tích rồi mọi cái nó như thế nào. Và đây ắc quy này. Đấy, thì tôi cũng đây là tôi đây máy đây. Và đấy, cái này nếu mà chỉ cần cậy vặn cái này ra là sẽ vặn được máy này ra và sẽ xem cái nắp máy bên trong rồi là phần điện rồi mọi cái. Thì những cái này tôi soi như thế này chắc chắn là những cái anh chị em mà có buôn bán kinh doanh xe ô tô hoặc là những người ham xe ở trong nước thì chắc chắn sẽ thấy là cái xe này có giống cái xe của trong nước vừa bán của bên VinFast không. Đấy, đây là phần máy và thường là các máy là giống nhau và các phụ tùng bên trong là giống nhau, nó chỉ khác nhau cái vỏ thôi. Đây, và giá bán ở đây thì chỉ có là ở châu Âu bán 1.0 chỉ bán 133 triệu đồng Việt Nam. Thế còn nếu mà 1.4 thì bán chỉ có là cộng 50 triệu nữa, thì như vậy là 185 triệu, khoảng 100 gọi là 190 triệu đi, thì là một cái xe 1.4 hoàn chỉnh, đẹp đẽ, mới tinh và các bạn có thể đi được. Đấy, cái thông tin đó tôi lấy được, không phải tôi tự nghĩ ra, mà thông tin đó là do bên cái nhà cung cấp này, tức là cái công ty này, họ đã cung cấp cho chúng tôi cái thông tin đó, là cái giá bán như vậy và cái chênh lệch giá bán là như vậy. Đấy, và ở đây thì bán rất là nhiều loại xe khác nhau. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Đấy, và đây là chúng ta đang ở trong cái xưởng xe. Ở đây là chiếc xe mà tôi đã bổ máy, hôm nay đã bổ ra để các bạn xem, để xin phép họ đã mở ra để các bạn xem. Và cũng phải rất cảm ơn cái nhà hãng xe này, họ còn một chiếc xe duy nhất để đây để họ bán, thì cũng lâu chưa bán được, thì thôi thì họ cũng vẫn cho tôi xem và cho thậm chí là cho tôi để tôi mở ra để bổ máy, để mở cái máy này ra để các bạn xem. Và có một điều mà khi các bạn thấy rằng là ở Việt Nam khi có những cái đây là chiếc xe như vậy, thì khi mà tôi nói những cái thông tin như vậy như thế này thì không hiểu tại sao một số nơi ấy, thì người ta lại đem gắn ghép cái chuyện này với cái chuyện chính trị. Thì có nghĩa là sao? Tức là nào là phản động, nào là thế nọ thế kia. Và những cái thông tin này thì quả thật nó chỉ hoàn toàn mang tính chất là kỹ thuật thôi. Tức là tôi là cái người mà đi cung cấp thông tin cho các bạn để các bạn có thể tự tìm hiểu và mua xe một cách hết sức là bình thường, để hiểu biết cho cái việc mua cái xe của mình. Và đây là cái xe của mình. Thế nhưng mà không hiểu tại sao là ở trong nước ấy thì ông Nguyễn Xuân Phúc này vẫn cứ phải là dùng cái, đây là cái cờ đỏ sao vàng này. Đấy, đấy, đây tôi xem, các bạn xem này. Đấy, đây, 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 đấy, vâng. Đây, cái cờ đỏ sao vàng này, đấy. Thì ở trong nước thì cứ phải đem những cái dạng như là cái cờ, tức là dạng như thế này này, phải đưa vào cái xe ô tô này. Thế xong rồi dùng cái chính trị này là tức là để bán xe. Tức là tóm lại là đem cái cờ, tức là đem cái quốc kỳ và gói vào cái xe để bán. Nào là mua xe đó, này là yêu nước, rồi xe này là niềm tự hào. Nhưng mà thực ra nó cái ruột của nó là của GM, tức là sản xuất ở Nam Triều Tiên.
Thế là mỗi các ông dập được cái vỏ, mà chả biết cái vỏ là cái khuôn dập ở đâu, rồi sản xuất ghế ở đâu mà là tự hào của Việt Nam. Thì đây không phải trồng ở Việt Nam mà đây là một cái xe rõ ràng là của Mỹ và nó sản xuất ở Nam Triều Tiên. Thế thì các bạn ở trong nước các bạn hãy đưa những cái thông tin, tìm hiểu những thông tin thêm về cái việc này, mà cứ dùng những cái cờ như thế này, dùng những cái chính trị như thế này để như ông Nguyễn Xuân Phúc, ông đến ông để bán hàng, tức là ông bán hàng ở chỗ là thế này, tức là bây giờ ông ấy đến để quảng cáo, quảng bá và ông ấy nói rằng là đây là niềm tự hào. Và khi mà tôi đăng những thông tin như thế này lên ấy, thì rất là nhiều người mà không phải là chỉ những người bình thường đâu, mà cả những cái người mà người ta cũng có trình độ, cũng có nghiệp vụ, cũng thậm chí còn đi nước ngoài rồi, lại cũng đem phản đối. Thì các bạn cũng phải biết rằng ở Đức ấy, thì là ở châu Âu ấy, thì cái việc mà sản xuất xe và bán xe là cái chuyện hết sức bình thường, và cái chuyện mà quảng bá hoặc là bình luận về một chiếc xe nào đó thì cũng lại càng bình thường hơn, để cho những nhà xe, những người bán xe và những người mua xe, tức là quyền lợi của người mua xe, người ta biết là cái xe tốt hay không tốt, chứ không thể đem những cái vấn đề mà chính trị để đưa vào trong cái xe được, là cái xe này là nếu mà tôi phê phán cái xe này thì gọi là phản động thế nọ thế kia. Thế thì tôi đã đếm rồi, những cái người đó rất khá đông và có vẻ như đây là lực lượng dư luận viên 10.000 người, tức là rất đông. Và những lực lượng này thì trước đến nay vẫn ăn lương là của Đảng, tức là của bên Võ Văn Thưởng, rồi bên công an, rồi bên quân đội, rồi bên các nơi nữa. Thế thì bây giờ họ lại tự nhiên họ quay sang họ phục vụ ông Phạm Nhật Vượng, tức là quay sang phục vụ VinFast để quảng bá cái xe này, rồi là mua xe, ai mà nói mà không thích cái xe này hoặc là chê cái xe này là không yêu nước là phản động. Đấy, là như thế. Thế thì nếu mà như vậy thì những cái người mà không thích xe này là phản động hết à? Đấy, và mua những xe nước khác cũng phản động hết à? Thì cái điều đấy là rất dở ở chỗ là, và ông Nguyễn Phú Trọng cũng phải xem xét lại là ông có kiểm soát thế nào với vấn đề văn hóa tư tưởng, vấn đề và giáo dục đảng viên, giáo dục những cái người làm việc cho ông ta ở những cái chỗ mà nhạy cảm như vậy, và để đem những cái chuyện mà quốc kỳ gắn vào ô tô, mà nếu mà chê ô tô thì là tức là chê quốc kỳ, tức là phản động. Đấy, thì có phải chăng rằng là những cái tập đoàn lớn trong nước, tức là những tập đoàn lớn như VinFast, họ đã có rất nhiều những cái nguồn tiền, họ rất nhiều những cái vận động để cho những cái dư luận viên này, thì trước cái này nó họ tức là họ chiến đấu cho Đảng Cộng sản, họ chiến đấu cho cái lý tưởng, bây giờ họ hình như lý tưởng mất rồi, không còn gì nữa, thì bắt đầu là chiến đấu cho cái việc mà ai mà chê xe VinFast là vào chửi, vào dọa giết, để vào đủ các loại, đến mức mà tôi bây giờ phải báo cho cả cảnh sát Đức để bảo vệ cho cái việc mà tôi đi làm cái thông tin về việc một cái chiếc xe mà lại bị người ta dọa giết. Đấy, tức là đưa cái chính trị vào. Thế thì đội ngũ tuyên giáo đấy bây giờ lại đi làm việc cho doanh nghiệp thì lại rất dở. Ở chỗ đấy là ông Võ Văn Thưởng, cái này ông Võ Văn Thưởng phải kiểm tra xem xét cẩn thận. Và ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Chủ tịch nước, mặc dù rất ốm nặng nhưng mà nếu mà ông không kiểm soát được tình hình thì sẽ biến ông Nguyễn Xuân Phúc và những cái người chân tay bộ hạ của ông ta thành cái thứ mà đi bán hàng rồi đứng đi cho doanh nghiệp, rồi thành những cái thứ mà không giống ai ở đây cả. Đấy, bởi vì là một cái nguyên thủ quốc gia thì phải quan tâm đến quyền lợi chung của cả đất nước, chứ không phải chỉ của một doanh nghiệp. Và cũng qua cái clip này tôi cũng xin gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến toàn thể những cái anh em và những cái người đã làm việc và đang sản xuất xe VinFast, để cho họ thấy rằng là đây là một cái clip để tôi nói cho mọi người biết rằng là cái thông tin này là sự thật, để mọi người mua xe cũng như người bán xe biết mà điều chỉnh cái chất lượng và điều chỉnh cái giá cả cũng cho tốt, để người dân Việt Nam của chúng ta có thể sử dụng được những chiếc xe với giá cả phải chăng, thấp và lại chất lượng cao và không được ô nhiễm môi trường. Bởi vì những cái xe như thế này mà Euro 4 thì ở Đức bây giờ không ai bán được nữa, tức là nó cấm đi, cấm, tức là bây giờ anh có mua ấy em chở sang Nga hoặc là những cái nước khác để anh đi thôi, chứ anh chưa chắc có những đường phố nó cấm không cho đi vào. Đấy, thì chỉ có vứt xe đấy. Thế là những tiêu chuẩn khí thải của cái xe hiện nay bán ở trong nước là bao nhiêu, trong khi Việt Nam của chúng ta đang rất ô nhiễm môi trường, rồi ung thư, rồi là bệnh tật rất nhiều, rồi đường xá thì kẹt. Thì thay vì ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Phú Trọng phải để ý chuyện này, thay vì phát triển những cái xe ô tô dạng như thế này, thì ông nên chăng là ông nên phát triển những cái hệ thống hạ tầng, tức là tàu điện ngầm, tàu cao tốc, rồi là những ô tô bus, rồi những cái hệ thống để đi chung với nhau thôi, chứ không phải ông nào mỗi ông một cái xe này để ra đường thì chắc là không còn đường mà đi nữa. Thì đương nhiên là như thế là sẽ khó khăn cho cái hoạt động sinh hoạt chung của bà con trong nước, và cái điều đó sẽ làm chậm cái sự phát triển của Việt Nam lại. Là tóm lại là hãy tìm hiểu và sản xuất và mua và dùng những chiếc xe thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, và làm sao cái hệ thống giao thông công cộng thật tốt, để người ta không phải mỗi người mua một chiếc xe thì không thể có chỗ đi, mà phải phục vụ nhân dân một cách quyết liệt nhất. Như vậy thì người Việt Nam của chúng ta mới có điều kiện để hội nhập với thế giới, và không phải chỉ đi làm thuê với thế giới ở những cái việc mà rất rẻ tiền, như là sang Đức làm Pflegeheim, có nghĩa là chăm sóc người già,